trái sung muối sỏi chua ngọt Cách làm này thì mình có thể ăn liền sau khi làm xong luôn Mà không cần phải chờ đợi gì thêm hết Mà để làm sao cho cái món sung muối sỏi của mình được trắng giòn Đặc biệt là không bị chát nha Thì các bạn cùng đi làm với Hùng nha. Mình sẽ chuẩn bị một số gia vị và nguyên liệu như sau Nước mắm, đường, giấm, tương ớt, xả, riền, gừng, tỏi, ớt và lá chanh nha Mà đúng là từ khi biết được cái món sung muối này rồi á Là Hùng cứ làm hoài à Mỗi khi mà cây sung ra trái là tới công chuyện liền Chứ trước đó sung ra trái xong cái nó chín nó rụng đầy cây luôn à Đâu có ai ăn uống gì đâu Mà bây giờ nó ra trái một cái à, là có món liền Mà hình như là cái sung ra trái quanh năm hay sao á Thấy cứ vài tháng là ra trái à Có sung rồi, bây giờ mình sẽ đi làm cái món sung muối sỏi nha Sau khi mà sung mình hái vào xong á Thì các bạn lấy trái ra nha Rồi mình đem đi rửa cho nó sạch hết cái phần bụi bẩn và cũng như loại bớt cái phần mũ của trái sung á sung mũ quá trời luôn á mình cứ rửa qua vài nước cho trái sung của mình nó sạch sau khi sạch xong rồi á thì bây giờ các bạn chuẩn bị cái thao cho một ít muối và thêm một lát chanh vào nữa nha mình nặng cái phần nước này nè để một hồi á mình vừa cắt sung mình cho vào cái thao nước này luôn là sung của mình nó trắng tươi à nó không có bị thâm đen gì hết trơn á lưu ý là vừa cắt vừa cho vào nha rồi mình ngâm tầm khoảng 30 phút tranh thủ khoảng thời gian đó thì bây giờ mình đi nấu cái nước ngâm sung gồm có nước mắm đường tương ớt giấm cho hết vào luôn mình cứ đun cái hỗn hợp này cho nó sôi lên và tắt bếp để nguội nha xung sau khi mà mình ngâm với nước chanh và muối tầm 30 phút á thì mình vớt ra và rửa sạch lại sau đó mình ngâm vào nước giấm và đường tầm khoảng 30 phút nữa nha ngâm như thế này là đảm bảo xung của mình giòn trắng và không có bị chát luôn rồi bây giờ thì các bạn sẽ đi sắt cái phần xả gừng riền và các bạn lấy một nửa cho vào máy xay mình xay cho nó nhuyễn lên và một nửa mình chừa lại để một hồi mình cho vào mình ngâm chung nha mà đặc biệt cái món sung muối á có riền vô nó rất là thơm nên lưu ý á, các bạn đừng có cho thiếu riền nha, cho riền vô nó thơm lắm. Cái phần nước ngâm cũng đã nguội hẳn rồi, tất cả các nguyên liệu mình cũng chuẩn bị xong hết luôn rồi. Thôi bây giờ bắt tay vô trộn nha. Cho xả rừng riền, tỏi, ớt và sung nè, cho cái phần nước ngâm vào luôn. Mình cứ trộn đều. Cái phần nước ngâm nó ngập xem xếp với cái phần sung ở lộ kề các bạn. Mình cứ đảo cứ trộn đều lên cho cái phần sung nó ngắm cái phần nước ngâm nha các bạn. Mà cái món sung muối sỏi này nè, các bạn để tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng là ăn được rồi. Hoặc bây giờ trộn mà ăn liền luôn cũng được. Nhưng mà nó chưa có thấm lắm. Sau khoảng 1-2 tiếng là ok đó. Sau đó thì các bạn cứ chuẩn bị keo, lọ, hũ sạch gì đó cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản và ăn dần thôi. Cái món sung muối này nè, ai mà chưa ăn hoặc là không biết ăn á thì thấy nó này nọ nó kỳ kỳ nhưng mà ăn thử một lần hai lần, sau đó biết ăn rồi ha là mê là ghiền luôn cho coi. Là không có thích ăn mấy cái món dưa cà hoặc là mấy cái món dưa chua khác đâu. Tại vì cái món sung này nè, cái kiểu nó giòn mà nó giòn rụm luôn các bạn. Đã lắm, ăn kèm chung với cơm hoặc là những cái món khác á, rất là đỡ ngán nha. Ở trong miền Nam á thì cái món sung muối này cũng ít được phổ biến, mọi người ít ăn nên ít người biết lắm. Nhưng mà ra miền Bắc á là thấy rất là nhiều luôn nha. Hùng nhớ có đợt Hùng ra Hà Nội ăn ốc là chủ quán sẽ kèm theo một cái dĩa sung muối nhỏ nhỏ để ăn kèm á.